Xin mời bệnh viện Alo. Kiến An Hải Phòng báo cáo các lâm sàng, mời các vị đồng nghiệp bệnh viện Kiến An Hải Phòng ạ. Xin đại diện bệnh viện Kiến An báo cáo ca bệnh ạ. Bệnh nhân Hoàng Thị Ca, 58 tuổi, giới tính nữ, địa chỉ Đông Phương Kiến Thụy, Hải Phòng, vào viện ngày 16 tháng 2 năm 2023. Lý do vào viện là đau bụng vùng thượng vị hạ sườn phải, vàng da và ngứa toàn thân. Bệnh sử là bệnh nhân đau bụng vùng thượng vị hạ sườn phải 2 ngày trước khi vào viện, đau âm ỉ, tức nặng, đăng dần, không nan, đôi khi đôi lúc trội cơn, không nôn, không sốt, da mắt vàng dần, bụng trướng, ăn khó tiêu kèm theo ngứa nhiều về đêm. Hiện tại sau điều trị 5 ngày, bệnh nhân không đau bụng, không sốt, trung tiện đều, da mắt đỡ vàng, đỡ ngứa. Tiền sử thì bệnh nhân tìm về tiền sử bản thân, thì bệnh nhân có mổ sỏi thận hai bên nhiều năm, suy thận mạn động máu chu kỳ 16 năm, 3 lần một tuần, thói quen ăn gỏi cá, rau sống nhiều năm. Về gia đình thì là không, gia đình kia khỏe mạnh, không có bệnh lý liên quan. Để khám bệnh thì là toàn thân thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc được, có hội chứng nhiễm trùng, hội chứng thiếu máu và hội chứng tăng mật, bệnh nhân không phù. Về khám bụng thì bụng trướng nhẹ, gan mấp mé, bờ sườn nắn tức, túi mật to nắn tức, không sờ thấy u cục bất thường, các cơ quan khác thì chưa phát hiện bệnh lý. Về các xét nghiệm thì là như chúng em đã đẩy lên ạ. Xét nghiệm thì gồm có xét nghiệm máu và xét nghiệm bọn em đã cho làm xét nghiệm máu các marker ung thư CA199, CA-alpha-FP và nội soi dạ dày thì có hình ảnh viêm dạ dày. Bệnh nhân có chụp MRI và cả chụp CT ạ. Em xin phép chẩn đoán bệnh nhân này là cái viêm tụy cấp đã ổn định. Theo dõi cái tắc ống mật trên bệnh nhân suy thận mạn đóng máu chu kỳ, sỏi thận phải tái phát. Bệnh nhân đã được điều trị là kháng sinh bằng cefoperazone và sulbactam 4 gram trên ngày, meronidazole 1,5 gram trên ngày, atopin giãn cơ và giảm tiết. Bệnh nhân tiếp tục được nóng máu chu kỳ theo lịch là 3 lần trên một tuần. Em xin ý kiến các thầy cô là chúng em đã chẩn đoán và điều trị như thế đã hợp lý chưa và xin hướng điều trị tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn các đồng nghiệp và đầu cầu Bệnh viện Đa khoa Kiến An Hải Phòng. Trước hết là rất cảm ơn hai thầy cô là những người rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực thần tiết niệu và là tỉ ngoại tiêu hóa, đây là cô giáo sư Đỗ Thị Liệu và thầy phó giáo sư Trần Bảo Long tỉ ngoại tiêu hóa. Rất cảm ơn hai thầy cô đã có mặt ở đây giúp cho chúng ta về vấn đề đến về chuyên môn. Trước khi mà mời các thầy cô trong chuyên môn trao đổi về vấn đề chuyên môn thì xin mời thầy Lưu cho một số hình ảnh, phân tích một số hình ảnh về bệnh nhân này để có cơ sở để phân tích về lâm sàng. Mời thầy. Kính thưa các thầy cô, kính thưa quý đồng nghiệp, thì Bệnh viện Kiến An Hải Phòng có chụp mà cộng từ và chụp cắt lớp vi tính ở bụng, nhưng mà rất tiếc là các anh chị chỉ gửi hình ảnh cắt lớp lên thôi, cộng từ thì không gửi lên. Có lẽ lát chúng ta sẽ phân tích trên cái slide thôi. Những cái hình ảnh mà chúng ta chụp ra gửi lên cái slide nó rất hạn chế trong việc đọc phân tích hình ảnh. Còn hình ảnh chụp cắt lớp vi tính thì gửi lên thì thứ nhất là trong cái bệnh cảnh mà chúng ta đang nghĩ viêm tụy cấp có sỏi mật, nhưng bao giờ chúng ta phải phân tích về hai cái này trước. Trước tiên ấy, là về cái sỏi mật thì chúng ta thấy cái túi mật căng thành thì dày rất là rõ, nhưng mà không rõ thâm nhiễm viêm quanh túi mật. Đấy. Và trong thì có nhiều sỏi mật, nhiều đặc biệt là nhiều sỏi nhỏ, cái sỏi này chỉ có 4-5 mm thôi, nó lắng đọng rồi đấy. Và trong bệnh cảnh chúng ta đang bệnh nhân đang bị đau mà nghĩ có tắc mật rồi nghĩ viêm tụy thì bao giờ chúng ta nghĩ ngay này có sỏi nhỏ nó rơi xuống mật chủ hay không. Thế thì cái chụp cắt lớp vi tính này nó có độ nhạy tương đối thấp trong cái việc phát hiện sỏi nhỏ cho ống mật chủ, vì một phần là sỏi nhỏ thì cái tỷ trọng có thể nó sẽ không đủ cao. Thứ hai, các cái loại sỏi mật thì có một số loại sỏi mật nó tỷ trọng nó chỉ đồng tỷ trọng với dịch thôi thì chúng ta không thể nhìn được. Nếu chúng ta nhìn được thì có nghĩa là có, còn nếu không có được thì chúng ta phải dựa vào cộng từ, một phương pháp nó có độ nhạy cao hơn. Chỉ cắt lớp vi tính này thì đường mật trong gan thì hầu như không rõ gì giãn, nhưng mà ống mật chủ bên ngoài ống mật chủ ấy thì có giãn nhẹ, đường kính 11 mm, và đi xuống và phía dưới đi xuống phía dưới thì nó có một cái hình ảnh hơi nghi ngờ một chút, hơi nghi chút
nốt tăng tỷ trọng rất là nhỏ như này, thì này thực ra là cũng chỉ nghi ngờ, tôi không dám chắc là nghi ngờ có thể có sỏi ống mật chủ, kích thước rất nhỏ ở đoạn thấp ống mật chủ. Đấy. Thế còn về cái lâm sàng là nghĩ đến một cái viêm tụy cấp thì hình ảnh của tụy, thì tụy thì kích thước to, đuôi tụy kích thước khoảng 3 cm. Cái này thì do là suy thận nên là không tiêm thuốc, nhưng mà tôi cũng nhắc lại là bệnh nhân này hoàn toàn có thể tiêm thuốc cản quang được, vì vì bệnh nhân đang lọc máu chu kỳ thì chúng ta hoàn toàn được quyền tiêm thuốc cản quang chứ không có chống chỉ định. Những trường hợp này lẽ ra tiêm lên thì chúng ta đánh giá cái nhu mô tụy tốt hơn. Mà sơ bộ chúng ta thấy cái tụy to rất là rõ. Đấy, đo kích thước đầu và thân tụy đều khoảng 3 cm trên 3 cm. Đấy. Nhưng mà cái thâm nhiễm mỡ rồi dịch quanh tụy là không có. Nếu mà cái này là bệnh cảnh lâm sàng cộng cái men tụy cao thì có nghĩa là một cái viêm tụy mà thể phù thôi, chưa có cái dịch, chưa có thâm nhiễm xung quanh. Thế còn ngoài ra thì bệnh nhân này có một cái suy thận chạy lọc máu chu kỳ nhiều năm, thì chúng ta thấy là hai cái thận thì teo nhỏ thì phù hợp với bệnh cảnh của cái suy thận. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải để ý rằng những bệnh nhân mà lọc máu chu kỳ nhiều năm thì một trong những cái thứ chúng ta phải quan tâm xem là thận có cái khối u gì không, vì người ta thấy rằng cái tỷ lệ bệnh nhân có u ở thận là những người lọc máu chu kỳ sẽ cao hơn những người khỏe mạnh bình thường. Thế thì tôi thấy rằng ở tại cái vị trí của cái xoang thận của bên phải này có một cái khối bờ nó lem nhem như thế này, và trong đây nó có cả đốt vôi hóa, cho nên là rất có thể đây là một cái khối u của xoang của bể thận bên phải. Tuy nhiên chúng ta phải tiêm thuốc cản quang nên để xem nó là tổ chức hay là cái dịch ứ động lâu ngày. Những cái này khả năng cao là một khối tổ chức thì bờ không đều, chứ còn cái bể thận thì bờ nó sẽ đều chứ không bao giờ cái chuyện bờ nó lại nham nhở như này. Như vậy sau cái buổi này tôi nghĩ là các anh chị nên tiêm thuốc cản quang chụp lại cho người bệnh để đánh giá xem có khối gì ở bể thận bên phải hay không. Thế còn về hành cụm từ rất quan trọng, vì trong bệnh cảnh mà nghĩ viêm tụy cấp có sỏi tụy mật thì chúng ta phải tìm sỏi mật chủ. Nhưng mà hình ảnh không đưa lên, mà tôi cũng xem ở trên cái hình ảnh mà các anh chị gửi lên thì ngoài cái sỏi tụy mật đã rõ rồi. Đấy, rõ rồi, và chúng ta thấy cái tụy mật thành dày đây, có sỏi tụy mật lắng động rất là rõ rồi. Thì cái ống mật chủ khi mà lúc chụp cộng từ này, chắc là chụp sau cắt lớp, thì ống mật chủ nó đã giảm độ giãn rồi, tức là có vẻ như có sỏi đã đi xuống dưới rồi. Thế nhưng mà chúng ta thấy cái ống mật chủ đây, cái đoạn thấp ống mật chủ tôi vẫn nhìn thấy có một cái sỏi rất nhỏ, có hai viên sỏi rất nhỏ. Đấy, chắc là thầy Long xa quá, chắc thầy Long cũng khó nhìn. Đây, vâng, cái tròn tròn màu trắng trong nó có hai chấm đen đấy. Như vậy là bệnh nhân này có hai viên sỏi nhỏ, chỉ khoảng độ 3 mm ở đoạn thấp ống mật chủ nữa. Nó cũng lý giải cái bệnh cảnh tại sao bệnh nhân nó có biểu hiện của một cái viêm tụy cấp. À, và trên cái cộng từ cũng tương ứng trên cắt, nó giống như cái cắt lớp vi tính, thì chúng ta quan sát cái thận bên phải. Cái thận bên phải thì tại cái vị trí vùng xoang thận bên phải thì vẫn có cái tổn thương mà nghi ngờ có một cái vùng giảm tín hiệu trên T2. Chúng ta cần phải đánh giá đấy, cái vùng xoang thận này. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà chụp tiêm thuốc thì chụp cộng từ tiêm thuốc đốt quang từ hoặc chụp các lớp vi tính tiêm đốt quang từ thì nói chung nên sử dụng chụp các lớp vi tính có tiêm thuốc đốt quang từ, thì chúng ta sẽ đánh giá rộng xem hạch toàn bộ bụng nó có gì không ạ. Xin hết. Xin cảm ơn tiến sĩ Lưu đã phân tích một số hình ảnh. Sau đây xin trân trọng kính mời thầy Trần Bảo Long cho một số ý kiến về vấn đề tiêu hóa, ngoại tiêu hóa bệnh nhân này có chỉ định phẫu thuật không và cách làm thế nào, mời thầy. Vâng. Vâng, kính thưa thầy Hướng, các thầy cô trong hội đồng và quý vị đồng nghiệp. Vừa rồi thì chúng ta cũng nghe các đồng nghiệp ở Kiến Thụy tại Hải Phòng đã trình bày bệnh án, và nghe thầy Lưu phân tích cũng rất là rõ ràng về cái diễn biến của bệnh của bệnh nhân này. Ở đây có mấy điểm chúng ta lưu ý. Một là trên cái nền suy thận, chúng ta giáo sư Liệu sẽ phân tích kỹ hơn. Thì chúng ta thấy bệnh nhân có biểu hiện viêm tụy cấp mà theo tiêu chuẩn Atlanta nó rất là rõ, là tụy to rồi men tụy tăng. Thế thì vấn đề ở đây là viêm tụy thì nguyên nhân là gì? Và chúng ta cũng thấy trên hình ảnh mà thầy Lưu vừa phân tích, đó là có cái sỏi nhỏ ở phần thấp ống mật chủ và có sỏi tứ mật. Thì nó cũng đây là một cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là rất hay thường gặp, một hai nguyên nhân. Một là viêm tụy cấp do rượu, không do nguyên nhân cơ học, và hai là viêm tụy cấp do sỏi. Thì thường là sỏi túi mật, nhất là bệnh lý ở châu Âu các nước phát triển là sỏi túi mật nó rơi xuống trên đường đi trước khi nó xuống ruột thì nó gây lên viêm tụy cấp.
Thế thì đây là một cái cấp cứu trì hoãn mà chúng ta phải giải quyết nguyên nhân. Không có thì cái bản thân cái sỏi nó tiếp tục gây viên tụy hoặc là viên khác nó rơi xuống hay không thì không ai làm chắc cả. Cho nên là cấp cứu trì hoãn chúng ta phải giải quyết cái nguyên nhân tắc nghẽn cơ học này. Và thông thường với cái sỏi nhỏ và cái ống mật chủ nó không giãn thì can thiệp nội soi một tụy ngược dòng là phương pháp được lựa chọn. Đồng thời với giải quyết cái nguyên nhân viêm tụy thì chúng ta thấy cái bệnh nhân này thì không có viêm phúc mạc, không có hoại tử tụy, cho nên cái phần can thiệp ở cái tổn thương của viêm tụy cấp là không có. Mà chúng ta cần phải tiếp tục giải quyết cái túi mật, bởi vì nguồn gốc của túi mật nó có sỏi nó sẽ tiếp tục rơi xuống. Thì trong trường hợp này có thể chúng ta làm một thì nếu thể trạng bệnh nhân cho phép thì vừa lấy sỏi ống mật chủ vừa cắt túi mật nội soi. Còn nếu như trường hợp bệnh nhân không cho phép thì chúng ta có thể giải quyết cái viêm sỏi ống mật chủ và cắt túi mật nội soi làm hai lần, gọi là hai thì ạ. Xin hết. Rồi, cảm ơn thầy. Như thầy nói rất rõ ràng, thầy về cơ bản là giải quyết nguyên nhân như ý kiến của thầy là làm một là cắt túi mật nội soi, hai là phải lấy sỏi ống mật chủ. Thì không biết là trong ý kiến của các vị đồng nghiệp trong kia có ý kiến gì không ạ? Em xin tiếp thu của các thầy ạ, và chúng em sẽ điều trị tiếp cho bệnh nhân theo hướng của các thầy đã chỉ định giúp ạ. Vâng, em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, còn một ý kiến nữa là về vấn đề nội khoa, thì không biết là cô Chi ngoài ý kiến thầy Bảo Long là ngoài khoa bắt buộc phải điều trị rồi, nhưng nội khoa bây giờ trước mắt mà cần điều trị gì để cải thiện cái chức năng về gan cũng như là tụy không? Mời cô. Vâng. Kính thưa thầy ạ, kính thưa các anh chị đồng nghiệp ạ. Bệnh nhân này thì được chẩn đoán là viêm tụy cấp Pantaza B, tức là mức độ nhẹ và vừa thôi ạ. Tuy nhiên là về cái nguyên tắc để điều trị viêm tụy cấp thì thứ nhất là mình sẽ phải nhịn ăn. Những ngày đầu tiên là mình sẽ nhịn ăn này, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Đó. Thế thì hiện tại thì em không biết là những ngày đầu thì bệnh nhân này có được nhịn ăn và nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch hay không. Đó, thế thì mình sẽ tuy nhiên một cái lưu ý là cái truyền dịch trên cái bệnh nhân này thì mình phải rất lưu ý, về bệnh nhân này có cả cái tình trạng suy thận mạn và phải lọc máu chu kỳ. Cho nên cái việc mà truyền dịch trên bệnh nhân này mình phải theo dõi cái lượng dịch vào ra rất là cẩn thận. Thứ hai nữa là cái chỉ định dùng kháng sinh cho bệnh nhân này thì em không rõ là điều trị kháng sinh là vì lý do gì. Còn trên những bệnh nhân viêm tụy cấp thì mình chỉ dùng kháng sinh trong những trường hợp mà mình có những cái bằng chứng về nhiễm khuẩn hoặc là viêm tụy cấp hoại tử mà mức độ hoại tử trên 30% của tụy thì mình mới có chỉ định dùng thuốc kháng sinh để dự phòng. Còn đối với những cái trường hợp viêm tụy cấp mà không có các cái biến chứng ở mức độ vừa thì mình cũng không có chỉ định dùng kháng sinh. Các cái thuốc giảm tiết hoặc các cái thuốc giảm tiết axit hoặc các thuốc giảm tiết về men tụy hiện tại thì mình cũng không có chỉ định dùng. Vâng. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn cô Chi. Đầu câu bệnh viện Kiến An có ý kiến gì về ý kiến về điều trị nội khoa của cô Chi Dương Mai Chi không ạ? Dạ vâng ạ. Bệnh nhân này vào với chúng em thì là lúc đầu là nghĩ đến một cái nhiễm trùng đường mật, thế nên là bọn em cho dùng kháng sinh. Và dùng kháng sinh thì là và thuốc giảm tiết, sau khi dùng theo cái hướng kháng sinh giảm tiết và giãn cơ thì bệnh nhân cũng đỡ đau, bớt vàng da. Thế bọn em dùng ạ. Vâng. Rồi, cảm ơn cử nông nghiệp. Cái quan trọng nhất cái bệnh nhân này ngoài vấn đề về tiêu hóa được hai thầy cô bên ngoài tiêu hóa như nội tiêu hóa là cho ý kiến, nhưng mà một cái quan trọng rất nặng ở bệnh nhân này là vấn đề về thận. Thì trong đây xin ý kiến của cô rất là có kinh nghiệm trong lĩnh vực thận tiết niệu, ngoài nội thận tiết niệu là cô phó giáo sư Đỗ Thị Liệu. Mời cô. Vâng. Vâng, kính thưa thầy Hướng, kính thưa các thầy các cô và các bạn đồng nghiệp. Bệnh nhân này thì có một cái lịch sử về thận cũng khá là đặc biệt rồi, tại vì là 16 năm lọc máu thì đối với một cái bệnh nhân Việt Nam ấy thì thế cũng là một cái thành công, tôi nghĩ như vậy. Tại vì là mình thì cái việc lọc các thứ và nó cũng nhiều cái để đi kèm với lọc ấy, nó cũng không được tối ưu lắm, như được 16 năm. Mà theo như là cái bệnh án ở đây thì là bệnh nhân này là mấy cái mục tiêu mà rất là thông thường mà mình muốn kiểm soát ở bệnh nhân lọc máu ấy, là bệnh nhân là không phù thì chứng tỏ là cái kiểm soát nước ấy là có vẻ cũng được. Tất nhiên là mình cũng chưa rõ được, là các bạn cũng không báo cáo kỹ là cân bằng cái nước ăn uống của bệnh nhân, ví dụ như là tăng cái cân trước lọc ấy là bao nhiêu. Nhưng mà ít nhất là không phù thì chứng tỏ là cũng tạm được rồi. Thế còn cái thứ hai nữa là cũng không có thiếu máu đến mức, tức là đạt được mục tiêu. Tức là những bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ như này thì mục tiêu đạt được của thiếu máu là trên 110 gram huyết sắc tố ấy, thì ở đây cũng đạt được cái mục tiêu đấy. Thế còn tất nhiên là cũng chưa báo cáo kỹ quá được kỹ về cái vấn đề về thận, nhưng mà trên cái nền bệnh nhân như thế thì cũng gọi là tạm được. Thế thì là đấy là cái nền của bệnh nhân. Bây giờ là cái vấn đề là xảy ra là nó có một cái những cái bệnh lý cấp tính trên cái nền cái bệnh nhân lọc máu chu kỳ này ấy. Thì sau khi mà có thêm được những cái dữ liệu để chẩn đoán ấy, thì thầy Lưu cũng đã có lưu ý là nó có một cái khối mà nghi ngờ là một cái tổ chức
đặt ở chỗ bể thận phải ấy, thì nên chụp CT lại khi mà có tiêm thuốc cản quang, cái này không đáng ngại. Như thầy Lưu cũng vừa nói rồi, tức là mình đang lọc máu chu kỳ, thành ra là cái tiêm thuốc các thứ là không có gì đáng ngại cả, tức là cũng không có ảnh hưởng gì đến cái việc cần phải không cản quang các thứ, cho nên là cứ yên tâm mà tiêm, mà để tìm ra nguyên nhân thêm để chắc chắn cái khối mà chỗ bể thận phải này xem nó như thế nào. Vì là đây thì chỗ bể thận phải thì nó cũng có cả một cái sỏi nữa, thì cái sỏi này thì có phải là cái sỏi này gây ứ nước nhẹ hay là cái khối đấy là gây ứ nước thì chưa biết rõ, cho nên là cái này phải chụp thêm đã thì lúc đấy mới khẳng định được. Nếu nó chỉ là cái sỏi gây ứ nước còn không có cái gì thêm đặc biệt ý, thì cũng không đi cả không ai đi can thiệp với cái sỏi này. Thế ứ nước, nước ở đây cũng không sợ nhiễm trùng trước ngược dòng như là một cái bệnh nhân không lọc máu, tại vì là lọc máu đến 16 năm thì các bạn chưa báo cáo nhưng tôi chắc là không còn nước tiểu nữa rồi, tức là không còn nước tiểu nữa rồi thì cái khả năng mà nhiễm trùng vào bàng quang rồi ngược lên đến thận các thứ là nó mình cũng không đặt ra, tất nhiên nó cũng không bao giờ 100%, nhưng mà tức là cái khả năng ấy nó đã rất ít rồi, cho nên là cái đấy thì cũng không ai đi can thiệp vào cái sỏi này, cái sỏi tái phát hay cái sỏi cũ nó còn lại hay cái gì thì mình cũng không quan tâm nhiều, vì tái phát như thế nào thì sau mười mấy năm cũng chưa chắc là ai đã theo dõi, nó có cũ ít nhiều rồi nó thêm vào, tức là trước nó còn sỏi nhỏ, can thiệp rồi nó còn sỏi nhỏ, bây giờ nó lại lắng thêm vào hay là nó tái phát cái mới, như là mình không đi kỹ vào cái đấy. Thì đấy là cái nền bệnh nhân. Bây giờ tôi thì tôi có quan tâm nhất là đến cái việc là bệnh nhân này thì chắc chắn là vẫn phải lọc máu liên tục, lọc máu chu kỳ ấy. Thì là các bạn vẫn lọc máu một tuần 3 lần ấy. Thì không biết là các bạn có quan tâm đến cái việc mà chống đông hay không. Thế tại vì tôi thì cũng hy vọng là cái việc viêm tụy cấp rồi là vàng da vàng giếc ấy thì có thể cái việc gan mật tụy này nó không ảnh hưởng đến cái đông máu của bệnh nhân ấy. Thì không biết là ví dụ như protonbin, cái đấy là mình phải quan tâm, tức là protonbin máu của bệnh nhân như thế nào. Thì vì có thể những bệnh gan mật rồi vàng da tắc mật như ở đây ý, thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến protonbin. Thì cái đấy thì là nó ảnh hưởng đến cái việc đông máu ấy. Thì vì là lọc máu mình phải đưa vào nhiều chất chống đông, nhiều cái heparin ấy. Thế thì không biết là các bạn là lọc máu vẫn lọc máu bình thường hay là lọc không heparin, hay là đã làm cái protonbin chưa, làm đông máu cơ bản chưa ấy, đông máu toàn bộ chưa, để mình quan tâm đến cái việc đấy ấy. Thì cái nguy cơ chảy máu có thể nó sẽ nhiều hơn ý, nhiều hơn là khi mà không xảy ra những cái biến chứng như hiện tại. Tức là trên một cái nền bệnh nhân được lọc máu rất là lâu thì nó cũng sẽ có một cái sức khỏe là cũng mong manh rồi, nhưng mà theo tôi thì 16 năm mà được như sức khỏe như cái bệnh nhân này đang lọc máu là cũng là tạm được, với cái tuổi tác cũng không phải là ít. Thế còn bây giờ nó xảy ra cái việc này thì đấy, tôi muốn hỏi xem là cái việc lọc máu hiện tại ấy, thì có chống đông hay không, hay là không chống đông, hay là protonbin vẫn bình thường thì vẫn lọc máu bình thường hay là như thế nào ấy. Thì tôi muốn hỏi thêm các bạn ở chỗ đấy xem như thế nào. Đầu câu quý đồng nghiệp Kiến An Hải Phòng nghe rõ đầu câu này không ạ? Và cái này cái bọn em cũng đang làm cái PT của bệnh nhân là 82 ạ, APTT là 43,6 ạ. Và bệnh nhân này thì là được heparin, có sử dụng heparin ạ. Thế thì rất là ok rồi, tại vì là hiện nay như ở cái trung tâm thận lọc máu của bệnh viện Bạch Mai ấy, thì các bạn ấy chú ý là khi mà PT mà dưới 70 thì lúc đấy là sẽ lọc máu không chống đông. Thì tôi cũng có tham khảo thêm ý kiến ở bên ấy, bảo bây giờ là có một cái ca như thế, nếu mà không chống đông thì ví dụ như ở đấy mà lọc máu mà không chống đông mà nó khó khăn ý, thì như thế nào, thì đến bao nhiêu thì chắc chắn là phải không chống đông. Tại vì ở Bạch Mai thì dưới 70 là đã không chống đông rồi, để cho nó an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân. Thế cho nên là ở đấy thì các bạn cũng, tôi cũng phải hỏi thêm ý kiến thêm, vì tôi thật ra cũng không phải rất chuyên sâu về thận lọc máu. Thế cho nên là nếu mà từ 50 đến 70 thì đã có thể là vẫn có thể là chống đông, nhưng mà có thể là chống đông có thể giảm bớt được cái 50-30% chống đông chẳng hạn. Nhưng mà đây là nếu mà 80 thì hoàn toàn ok, tức là các bạn cứ lọc máu bình thường thôi. Tức là như vậy thì không phải lo lắng quá về cái việc là lọc máu có chống đông hay không. Thế cho nên là như thế thì về thận ý, về lọc máu thận nhân tạo thì trong cái giai đoạn cấp này thì không có ý kiến gì thêm. Đấy, chỉ có là trên cái nhân tiện đây thì trên cái bệnh nhân này để cho bệnh nhân được tốt hơn, tối ưu hơn về lâu dài về cái thận nhân tạo chu kỳ ý, thì đấy thì các bạn sẽ quan tâm đến cái ví dụ như là đây không phù thì có thể là cái
tăng cân giữa hai chu kỳ lọc ấy nó cũng không nhiều chẳng hạn ấy, thì nếu mà dưới 2 kg thì rất là ok, là dễ lọc, là dễ lấy ra. 3 kg trong 3 cân nặng ấy trong 2 chu kỳ lọc nó hơi khó hơn rồi, còn nếu mà nhiều hơn nữa thì nó sẽ khó đấy. Thì cho nên là sẽ cố gắng để đảm bảo cho bệnh nhân những cái từ ăn uống rồi là lọc rồi là những cái chế độ ấy cho nó phù hợp để bệnh nhân được tốt hơn ấy, rồi là có thể là huyết áp các thứ ở đây cũng không chưa thấy báo cáo, thì những cái đấy vì nó đã ngoài lề rồi, nó đã không phải là cái liên quan đến hôm nay. Thì đấy là những cái mà có thể là một vài những ý kiến. Nếu mà giữ được cái cân nặng khô tốt này, tức là đảm bảo được cân nặng khô và giữ 2 chu kỳ lọc không tăng quá nhiều cân chẳng hạn, đấy là, và huyết sắc tố đạt được ở cái mức độ là trên 110 g/L ý, là bệnh nhân đã tương đối tốt rồi. Tức là còn đi vào KT trên V các thứ thì các thứ nó quá chi tiết, nhưng mà kể cả mấy cái dấu hiệu lâm sàng đấy mà nó ok ấy, thì đã bệnh nhân cũng sẽ rất là tốt rồi. Thế vì là đang là có viêm tụy cấp mà lúc nãy là chuyên khoa tiêu hóa thì có đề cập đến cái việc chuyển dịch ý, thì bây giờ thì nếu như là bây giờ thì có thể ổn định hơn rồi, thì không biết là ăn uống như thế nào, nhưng mà nếu mà phải chuyển dịch trên bệnh nhân lọc máu ý, thì cũng có thể là vẫn truyền, nhưng mà nếu mà nó tăng nhiều cân ý, thì có thể mình tăng cái lần lọc trong một tuần lên, ví dụ như là đang 3 lần là bình thường thì mình có thể lọc lên 4 lần, ví dụ như hôm nay lọc mai lại lọc tiếp. Mục tiêu không phải là để lấy ure cờ rê mà mục tiêu mình lấy thêm nước ra ấy, thì như thế cũng vẫn là lọc chu kỳ đấy. Thì là như thế thì có một số ý kiến đây thôi ạ. Em xin cảm ơn cô Liều đã cho rất nhiều ý kiến về vấn đề bệnh nhân trên bệnh nhân thận nhân tạo, đặc biệt ý kiến các quý đồng nghiệp và đầu cầu kỹ năng đã ghi lại ý kiến của cô, cũng như có ý kiến gì xin hỏi cô, trao đổi với cô Liều không ạ? Mời các quý đồng nghiệp. Dạ vâng ạ, chúng em xin tiếp thu cũng như cảm ơn các ý kiến hội chẩn của thầy các cô ạ, và sẽ tư vấn cũng như điều trị cho bệnh nhân theo hướng của thầy các cô. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn quý đồng nghiệp và đầu cầu kỹ năng Hải Phòng. Cảm ơn cô Liệu và thầy Long đã cho những ý kiến rất sắc đáng và rất là hay cho người bệnh và giúp ích cho người bệnh. Cảm ơn thầy cô. Vâng, vâng. Tiếp theo chương trình, mời đầu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Bình thuộc tỉnh Hà Giang trình bày ca lâm sàng. Mời quý đồng nghiệp.